với thất bại trước Dampuntia và để xem ván đấu thứ hai này có sự thay đổi nào đến từ Gen.G Esports ở trong giai đoạn cấm vào chọn hay không. Tôi nghĩ rằng Zik sẽ là một con bài phải bán đi. Con TF của Showmaker cũng sẽ cần phải bị nhắm tới đến từ bên phía của Gen.G Esports khi nó tỏ ra là tương đối nguy hiểm. Mặc dù đoạn đầu thì Gen.G họ kiểm soát con TF này rất là tốt với khả năng đẩy đường và farm của Rai trong tay Chovy, nhưng càng về sau thì TF trong tay của Showmaker càng cho thấy cái sự khó chịu của mình và Gen.G bắt buộc phải ban đi rồi. Zeri và TF là hai sự lựa chọn tâm đến từ Gen.G, còn với DK là Aphelios và Lee Sin. Aphelios, Rai, Lee Sin là những lượt cấm đến từ bên phía của Dampuntia. Đặc biệt là con Rai này là trong cái bối cảnh là không có Twitter Fate thì có lẽ nên cấm. Nó vẫn là cái con tướng nó khá là có nhiều tác động tới những cái diễn biến của ván đấu. Lần này thì Caitlyn cũng đã được cấm. Kama ngay lập tức được khóa vào ở khu vực dưới dành cho Caitlyn. Có thể hình thành cặp bộ đôi Ezreal Kama hoặc là cái bộ đôi Zid và Kama vẫn được. Đây vẫn là một cái bộ đôi đẩy đường khá là khỏe, nhưng tôi vẫn đang nghĩ cái, theo cái chiều hướng là Ezreal và Kama hơn, bởi vì đây là cái con tướng mà Nokdam đã được sử dụng tương đối là nhiều. Nhưng biết đâu đấy chúng ta vẫn có khả năng xuất hiện những con tướng hạt carry nặng như là theo kiểu như là Seiya hoặc là Zin ở khu vực đường dưới đến từ bên phía của DK. Còn bên phía của Genji có lẽ như ngoài cái việc mà họ cân nhắc ở trong cái lối tiếp cận của mình thì họ cũng phải suy nghĩ một chút xíu là con dây liệu rằng có hợp dành cho Duran hay không. Bởi vì cái tỷ lệ cầu sấm qua cổng gia tốc của anh ta nó có tỷ lệ trúng, tôi nghĩ rằng nó không có cao ở trong ván thi đấu vừa rồi. Chắc là cỡ nếu như có một cái thông số thì nó sẽ rơi khoảng chừng cỡ 40-50% mà thôi, chứ không có thật sự là được nhiều. Và những cái tình huống vây hãm trước những cái mục tiêu á, như Baron, như là Rồng á, thì nó lại không có cái độ chuẩn xác cao như vậy, thì nó khiến cho bên phía của Genji mất đi cái lợi thế về mặt cấu rỉ máu. Quay trở lại với cửa vào chọn thì Gen.G Esports đang có một cái cặp đôi tôi nghĩ là ổn, và cái khả năng tạo đột biến đến từ Hecarim của Pinus và một con Ahri trong tay của Chovy ở trong giai đoạn mid game nó sẽ là điểm nhấn của Gen.G Esports ở ván đấu này. Còn với Dampuntia thì họ đang sở hữu một cặp đôi đứng dưới rất quen tay của Nokdam và Kaolin, và với cặp đôi này thì có quá nhiều ván đấu DK họ đã có được cho mình những ưu thế và giành chiến thắng với Ezreal và Kama của Nokdam và Kaolin. Và để xem ván này thì khi phải đối mặt với một cặp đôi có rất là nhiều kinh nghiệm thì cặp đôi đứng dưới trẻ đến từ bên phía Dampuntia có thể hiện được quá nhiều hay không. Rất trông chờ vào những vị tướng tạo đột biến đến từ Showmaker, và anh ta đang đáp lại tín hiệu đến từ những người hâm mộ của mình bằng những chất tướng rất quen thuộc TF ở ván 1 và Lập Lăng ở ván 2. Rồi ok, Lập Lăng ở khu vực đường giữa dành cho Showmaker. Một lối chơi mà có thể thấy như là nó hạt hơn dành cho Showmaker, nó thay vì cái việc mà kiểm soát. Và trong cái bối cảnh đó chính là con Rai của Chovy ở ván thi đấu đầu tiên đó, nó có được 2 điểm hạ gục sớm quá, thì nó khiến cho cái thế trận nghiêng về Chovy trong cái khả năng đẩy đường. Nhưng một lần nữa chúng ta đang thấy được rằng Duran quyết định chơi dây ở khu vực đường trên. Chơi dây thì thật ra cái cách vận hành của anh ta cũng được, bởi vì anh ta thắng đường với các áp lực đến từ Pirus nữa thì dù sao cũng là một cái lợi thế. Những cái điều ở đây cần chỉnh sửa đó chính là các bạn cũng đã biết rồi, đó chính là cái tỷ lệ bắn cầu sấm đến từ Duran nó cần phải đạt được cái độ hiệu quả cao hơn. Thì để coi trong ván thi đấu này liệu rằng điều đó có xảy ra hay không, chúng ta phải chờ cho những diễn biến và cái cách triển khai đến từ Duran. Lượt cấm phi 2 đến từ bên phía của Genji là họ loại bỏ những mẫu chức tướng mà Vunon có thể được lựa chọn, ví dụ ra Gas ở khu vực trên để đối đầu cùng với dây. Đồng ý khi mà Gen.G Esports sẽ loại bỏ những chất tướng đánh thủ hòa của Budon ở cánh trên với những con bài dạng kiểu Ragas hay thậm chí là cả Gray nữa ở trong ván 1 cũng khá là hiệu quả dành cho đường trên của DK. Còn với Dampuntia thì họ đang nhắm vào cánh dưới với việc là tước đi Nautilus, và tôi nghĩ rằng cái sự lựa chọn cuối cùng của họ ở trong phase 2 với lượt cấm sẽ là con Zing của Ruler, lựa chọn đang hở ra, và Ruler có thể khóa lại ở trong lượt chọn thứ hai của mình, bởi vì bên phía kia thì đã chốt lại cặp đôi Ezreal và Kama rồi. Còn với Gen.G Esports 5 giây để họ suy nghĩ với sự lựa chọn cấm cuối cùng của mình có phải là Gray như tôi dự đoán hay không, hay là một chất tướng đi rừng khác của cây niền, và đó là một con Volibear đi rừng bị tước đi chứ không phải là Xin Zhao hay là Virgo. DK sẽ lựa chọn con bài cuối cùng của mình, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là con gì sao hợp lý ở thời điểm hiện tại để nhắm vào Ruler. Rồi, để coi quyết định đến từ bên phía của Gen.G cũng như bên phía của DK thì họ sẽ cấm đi cho mình ở những mẫu chất tướng nào. Đã bắt đầu hạn chế đi những mẫu chức tướng có khả năng mà giao tranh khu vực dưới rồi. Nautilus là một mẫu chức tướng tương tự là như vậy. Các bạn có thể thấy cái cách mà Kira sử dụng Nautilus để có thể khắc chế được những mẫu chức tướng cơ động như Lập Lăng với một cái nhịp độ gây hiệu khống chế phải nói là cực kỳ dồn dập.
Yumi là quyết định cấm đến từ bên phía của DK khá thú vị dành cho trường hợp này nha. Họ sợ rằng Ruler sẽ chơi một vị tướng mà không cần tài nguyên ở khu vực đường dưới. Sau đó Yumi được dành cho Lehen để có thể bắt cặp cùng với Doran, thì nó khiến cho cái nhịp độ cánh trên nó tiếp tục được gia tăng dành cho bên phía của VNG ở dàn về giữa của ván thi đấu. Lehen vẫn quyết định có một cái sự lựa chọn khá là an toàn của anh ta với việc khóa vào Leona, vừa gia tăng thêm cho mình đó khả năng mở giao tranh. Nhưng trong ván thi đấu này anh ta cần phải có cái sự chuẩn xác nha, trong những cái tình huống tung Thái Dương Hạ Sang hoặc Thiên Định Kiếm, bởi vì nhìn vào đội hình của VDK kìa, rất nhiều những con tướng cơ động đang được xuất hiện trong đội hình của họ. Rõ ràng chúng ta đang được thấy rất nhiều những con tướng có một cái khả năng giãn cách cự ly và di chuyển trong một cái khoảng thời gian tương đối là nhanh, với là Blanc và Ezreal và những cái CC đến từ bên phía của Gen Z Esports, và đặc biệt là ở vị trí của Lehen như anh Linh nói, nó sẽ cần phải tung ra một cách hợp lý và đang khóa lại Virgo và Manfi đứng trên cho bù đòn. Đây là một cái kèo đấu mà chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi, và Kim từng đánh với Zeus với cái kèo Manfi và Jayce này. Áp lực đi đường nếu như con dây không quá nhiều trước con Manfi thì trong những tình huống giao tranh, người gặp nguy hiểm sẽ là các thành viên còn lại bên phía của Gen Z Esports, và ngay cả là Doran ở trong giai đoạn đi đường anh ta cũng sẽ cần phải cẩn trọng với những pha mà đạt cho mình cấp độ 6 đến từ ngưỡng sức mạnh của Manfi không thể cản phá lao vào, thì khả năng follow up theo đến từ Kenyan nó sẽ là rất giản đơn để có thể hạ gục thành công được Doran. Một chất đội hình có khả năng cấu diệt tầm xa đến từ bên phía của Gen Z được cụ thể hóa bằng một con Kai'Sa trong tay của Ruler, cùng với đó là Doran sẵn có với một con dây ở cánh trên. Còn trong khi đó thì DK đang có một cái chất đội hình có khả năng lao vào khá mạnh với Lập Lang, với Virgo và thậm chí là cả Manfi trong tay của Bù Đòn nữa. Và cánh dưới tôi nghĩ sẽ là điều kiện thắng chủ đạo của DK ở trong trận đấu này, khi họ đang sở hữu một cặp đôi đi đường rất mạnh, đó là Ezreal và Kama trong tay Dokdam và Kelly. Chính xác là như vậy, khả năng đẩy đường nếu như những cái lần về nhà đầu tiên đến từ Ezreal có được cho mình đấu cái lượng năng lượng thì rõ ràng sẽ nhỉnh hơn dành cho bên phía của Dokdam và Kaelin. Đây là cái bộ đôi đã được vận hành đến từ bên phía của Double Gear rồi, và vận hành cũng tương đối là nhiều nữa, và Dokdam cũng đã chứng minh cái khả năng chơi Ezreal của mình ở trong cái giải đấu LCK là tốt như thế nào. Một ván thi đấu có lẽ như với những mẫu chiếc tướng cần phải có áp lực như thế này, chúng ta có thể thấy ván thi đấu nó sẽ dần cởi mở hơn so với ván thi đấu nặng về cái tính kiểm soát như là ở ván 1. Thì ván 2 chúng ta có thể chờ đợi nhiều thứ hơn đến từ bên phía của Genji cũng như bên phía của Damwon Kia. Thật ra ván 1 vẫn rất nặng về kiểu dạng là đánh kỹ năng và kiểm soát những cái mục tiêu, nhưng mà những cái tình huống kiểu dạng làm mềm đối phương trước đó, nó không có nhiều. Thì hy vọng ván thi đấu này sẽ có những cái thời điểm ngưỡng sức mạnh đến từ cho cả hai. Chúng ta hãy cùng nhìn xem đội hình đến từ bên phía của Genji, họ có Ahri, họ có Hectorim, thì đây là cái bộ đôi có khả năng áp sát và truy đuổi rất tốt nếu như đạt được cho mình đó cấp độ 6. Bóng mặt kỵ sĩ và ba lần phi hồ đến từ châu Vi nó sẽ tạo ra được những cái tiền đề để có thể tấn công dành cho bên phía của Genji, và rõ ràng đây sẽ là ván thi đấu mà bên phía của Genji vẫn sẽ chú trọng vào con bài dây của Doran ở cánh trên. Con dây của anh ta biết rằng mình sẽ không thắng được một cách triệt để, thay vào đó là anh ta lấy cái ngọc phủ đầu, một cái ngọc mà tôi nghĩ rằng cũng khá là thú vị nha, bởi vì anh ta sẽ không có chinh phục, anh ta sẽ không có tăng tốc pha, nên anh ta nhiều khả năng là sẽ cần phải cẩn trọng trong những cái tình huống đứng lên hơi cao để cho triển khai những cái tình huống tấn công, bởi vì anh ta đứng lên hơi cao mà anh ta bị áp sát đến từ Kalen thì cái khả năng đào thoát của anh ta sẽ bị giảm. Rõ ràng đây sẽ là một cái ván đấu mà thiên rất là nhiều về khả năng giao tranh, và đặc biệt là giai đoạn giữa game. Ván đấu đầu tiên thì chúng ta cũng đã được thấy những cái tình huống đánh nhau và va chạm liên tục đến từ cả Gen Z Esports và Double Kia ở nhau trong ngay những cái cấp độ đầu tiên rồi, và tôi không biết là liệu ván 2 này cái điều tương tự nó có được tái diễn hay không, khi chất đội hình về giai đoạn giao tranh giữa game của cả Gen Z và DK là cực kỳ mạnh. Cánh dưới sẽ là một cái điểm nhấn, tôi nghĩ là như vậy mà thôi. Showmaker cộng biến ảnh ở top 1 và anh ta có một pha trao đổi chiêu thức với Chovy, hai bên đều cắn bình, đánh tay có vẻ như là đau hơn tới từ Chovy, và Showmaker bắt buộc phải lùi về mà thôi. Ôi, pha trao đổi này đang có lợi hơn dành cho Chovy bởi vì cái thời gian hồi chiêu nó cũng tương đối là ngắn. Rồi để coi cặp đôi đường dưới đến từ Ruler và Lehen di chuyển ra sau. Đây sẽ trong những cái điểm bất lợi rất là lớn, bởi vì cặp đôi này nếu như xét thêm cái khía cạnh nào đó thì tôi đánh giá là Ezreal và Kama thì sẽ nhỉnh hơn ở cả đẩy đường cũng như cấu rỉa máu. Còn di chuyển ra sau như thế này thì rõ ràng là cái thế trận nó sẽ không nghiêng về cho bên phía của Ruler và Lehen rồi đó. Showmaker thậm chí là mất luôn cho mình đó nội tại đến từ lớp lăng ở thời điểm rất sớm của ván thi đấu này. Khả năng đè đường đến từ Chovy vẫn là một cái gì đó rất là đáng để có thể khen ngợi. Các bạn đang theo dõi game đấu bán kết 2 trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022, cuộc đối đầu giữa Gen Z Esports và Double Kia. Và rất hy vọng quý vị và bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng LCK tiếng Việt và ủng hộ cho giải đấu của chúng ta trong một cái diễn biến rất hấp dẫn đến từ DK và Gen Z. Hai đội vẫn đang cố gắng để cạnh tranh một tấm vé cuối cùng tham gia trận chung kết diễn ra vào ngày 2 tháng 4. Đối thủ của họ đã được định sẵn, đó là T1 rồi.
vì ngày hôm qua là C1 vừa có được một chiến thắng tương đối áp đảo trước các thành viên bên phía của KDF. Chúng ta đang được nhìn thấy những cái thông số đến từ hai bên và Showmaker với 71% tỷ lệ thắng cùng một con lập làng. Đây là một cái con bài mà trong giai đoạn bọc bảng anh ta không được sử dụng nhiều bởi vì những đối thủ đi cây thường xuyên bị ban đi và Chovy vừa mất tốc biến ngay sau cú xích thành cơ của Showmaker. Quay ba, quay lính có xe áp sát và đó cái cơ hội để có thể can thiệp dành cho Canyon, và cái góc găng của Canyon cũng tương đối là khó chịu nha. Anh ta ăn 3 bãi để có thể đạt được cho mình đó cấp độ 3 và sau đó anh ta giật ngược trở lại khu vực đường giữa. Và anh ta vẫn còn bùa xanh, anh ta vẫn còn bãi sói, nhưng anh ta đang có mặt ở bãi người đá, một cái vòng rừng rất đột biến và rất dị đến từ cho Canyon. Ở trong ván thi đấu đầu tiên thì anh ta cũng đã có một cái bước khởi đầu rất là tốt với việc ăn bùa đỏ, sau đó lên găng ở thời điểm cấp độ 2 và tạo ra được nhiều tiền đề dành cho Doran. Canyon vẫn đang rất là khó đoán ở trong cái cặp trận BO5 này, nhưng vừa rồi với một cái pha di chuyển ra khu vực đường giữa chắc chắn sẽ có được thông tin đến từ bên phía của Genji, và thậm chí là Peanut đã binh vào bùa xanh của phía đối phương vẫn đang còn, và nếu như khai thác tốt thì đây sẽ là một cái vòng rừng có rất nhiều tài nguyên đến từ Peanut. Nhưng Peanut chỉ dừng lại ở cái chỗ là cắm mắt thôi à. Tôi nghĩ là anh ta cần phải khai thác nhiều hơn. Một tình huống va chạm ở khu vực đường dưới, Ruler bị đẩy cả kiệt sức cũng như là thiêu đốt, bắt buộc phải chủ động tốc biến, nhưng Đốc Nam áp sát với một tình huống dịch chuyển cổ họng. Ruler hồi máu nhưng tôi nghĩ rằng e rằng khó thoát rồi. Canyon đang có mặt ở khu vực đường dưới luôn. Và pha thi đấu đó thì Lehen về được. Một pha chủ động tấn công đến từ bộ đôi bên phía của Genji Esports, nhưng họ đã sai rồi khi lượng sát thương mà Đốc Đa và Kelin có thể trả lại là lớn hơn rất nhiều. Ruler mặc dù mất cả hai phép bổ trợ nhưng anh ta cũng không thể thoát thân được trước khả năng truy đuổi theo đến từ di chuyển của học của Đốc Đa. Và chiến công đầu rơi vào tay một con Ezreal. Khả năng đi đường đến từ bộ đôi bên phía của Dabulkia cùng chất tướng Ezreal và Kama vẫn đang được đảm bảo một cách cực kỳ tối ưu ở trong những cái diễn biến gần đây. Mất nhận thực để có thể chống chịu một pha hoàn toàn thần bí tiếp tục chuẩn xác nữa tới từ Đốc Đam. Cánh trên đang có solo kill khi Doran solo kill không? Sắp sửa nằm xuống còn rồi. Đốc anh ta còn có rất nhiều sát thương ở thời điểm hiện tại, nhưng Doran có thể sẽ phải đầu tư tốc biến trong tình huống này, cố gắng sử dụng lôi phạt và đứng trên bên phía của Genji Sport không mất spell trong tình huống áp sát vừa rồi đến từ ban phải của Doran. Có thể gọi là không lỗi dành cho Doran khi mà anh ta vẫn rất là bình tĩnh để có thể giữ được cái phép tốc biến đó. Nhưng quay ngược trở lại với tình huống tấn công chủ động đến từ Lehen và Ruler, bởi vì tôi thấy đội tuyển tấn công đó chính là cái thiên định kiếm được triển khai đến từ Lehen, nhưng họ lại không nắm bắt được người chơi đi rừng của phía đối phương ở đâu. Mặc dù đã có thông tin đó chính là Canon đã giật ngược trở lại vào khu vực cánh dưới, nhưng thậm chí trong cái tình huống đó thì Phoenix cũng đã phải e dè, bởi vì anh ta cắm một con mắt vào khu vực màu xanh, sau đó anh ta không vội vào cướp. Anh ta có ý định giật ngược ra ở khu vực đường giữa là bởi vì anh ta không biết được rằng Canyon đang xuất hiện ở đâu trên bản đồ. Và đó là một cái tình huống mà có thể thấy cái vòng rừng dị đến từ bên phía của Dumbledore nó đã để lại một vài những cái tác hại ở khu vực đường dưới dành cho bên phía của Genji. Họ không kiểm soát được rừng của phía đối phương. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì bạn cũng phải tính thiệt đi và tổng thiệt hại. Thì Phoenix đang có cái vòng rừng farm phải nói cực kỳ triệt để, 44 chỉ số quái vật rừng, và anh ta đang vượt trội hơn rất là nhiều so với Canyon ở trong ván thi đấu này. Canyon thì đang có một lối chơi tiếp tục khá là giống với ván thi đấu đầu tiên, đó chính là hy sinh khoảng thời gian được farm ở trong rừng của anh ta để mang lại lợi thế dành cho những người đồng đội của mình. Đây, cùng xem lại một tình huống mà bên phía của Genji họ chủ động tấn công ở khu vực đường dưới đó. Nhưng mà rõ ràng đây là cái vòng rừng mà Phoenix đang có mặt ở nửa trên, và họ không biết được Canyon đang xuất hiện đâu. Và đó tình huống nếu như biết được Canyon đang có được cái thông tin ở cánh dưới thì chắc chắn sẽ không phải là một cái tình huống tấn công đến từ Lehen. Một vòng rừng dị của Canyon đã mang lại được cái lợi thế dành cho bên phía của Dumbledore ở cánh dưới. Còn cánh trên thì rõ ràng là bất lợi, rừng cũng tương tự là như vậy. Chênh lệch của cả hai người chơi bình chơi bây giờ cũng được tạo ra đến từ Doran. Và chưa kể đó là Budon cũng đã mất đi cho mình đó tốc biến rồi. Đồng ý là anh ta đã có được cho mình đó cấp độ 6, nhưng với việc không có tốc biến thì cái khả năng để có thể tìm ra một cái phương án solo kill thật ra nó cũng hơi khó. Và những cái tình huống cấu rỉa máu đến từ cái thiên thạch phần nào đó cũng sẽ được giải tỏa đến từ cái huyết trượng và cũng có sẽ khả năng phục đến từ Doran. Rồi, Canyon thì đang chơi xung quanh cái cảnh thắng của mình, đó chính là cảnh ở khu vực đường dưới. Họ đã có được cho mình đó con rồng nguyên tố đầu tiên rồi. Và liệu rằng Peanut sẽ làm được gì ở trong cái tình huống này khi mà cái chênh lệch lớn nhất ở thời điểm hiện tại có thể tính tới đó chính là khu vực rừng của anh ta. 48 cần thêm cho mình đó một bãi nữa để có thể đạt được cho mình đó cấp độ 6. Bùa xanh chưa giúp cho Peanut đủ kinh nghiệm lên cho mình đó cấp độ 6. Mới chỉ là 52 chỉ số quái vật rừng và không hít kinh nghiệm đến từ lính ở đường. Thì cần thêm một bãi nữa. Và sau khi ăn bãi này thì có lẽ Diêu sẽ đạt được cấp độ 6. Và đây sẽ là tình huống tấn công dành cho bên phía của Genji Chan. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu tấn công nào cả khi mà đó tình huống đào thoát khá là ổn dành cho Doc Dam.
Cánh trên thì đang là ưu thế đến từ bù đòn một chút thôi với cái thế lính mà anh ta đang đẩy vào, nhưng chỉ số lính thì Doran đang làm rất ổn với chênh lệch trước người chơi đường trên của đối phương. Thiên Thạch giúp cho bù đòn những cái tình huống cấu rỉa là tương đối là khó chịu. Nhưng nói về CS thì đường trên của Gen Z Esports vẫn đang đảm bảo được với một cái khả năng farm khá là tốt của mình. Đứng giữa nãy giờ tôi cảm nhận rằng mỗi khi mà cameraman lưu tới, chúng ta đều thấy được cái áp lực tới từ một con lập lang trong tay của Showmaker trước con Ari trong tay của Chovy. Cánh dưới đang là điểm nóng khi mà Kanyan và Peanut đang liên tục loay hoay ở khu vực này để có thể tạo áp lực thêm dành cho Dota và Kaelin, cũng như giảm tải áp lực dành cho Ruler và Lehen, những người chưa hồi lại cho mình tốc biến. Cặp đôi bên phía của Gen Z Esports vẫn sẽ cần phải đánh ở thế thủ khi mà cái khả năng farm và đẩy đường đến từ Dota và Kaelin đang thực sự rất ổn định. Showmaker lướt lên bên ảnh và anh ta có thể gặp người trong pha thi đấu này. Nếu như dính hôn gió của Chovy thì đây sẽ là điểm hạ gục như không. Tốc biến né hôn gió vẫn có pha lao vào đến từ vị trí của Peanut, anh ta sử dụng chiêu cuối để hạ gục đối phương, sau đó rút lui về nhưng không được. Dính quá nhiều sát thương từ hai trụ của Demon Kia và nằm xuống với điểm hạ gục thuộc về một con Virgo trong tay Kanyan. Là bởi vì Showmaker nãy giờ đang chơi khá là hổ báo khu vực điện giữa, và đội hình đến từ bên phía của Genji đang cố gắng bait. Và sau một cái tình huống biến ảnh, Showmaker vẫn còn mô phỏng biến ảnh để có thể gia tăng thêm cho mình đó khoảng cách. Cho vì nãy giờ cái xác suất trúng cái hung gió của anh ta nó không có cao, và nó khiến cho những cái tình huống phản công ngược trở lại đối với Chovy thì nó phải tốn rất là nhiều thời gian. Peanut đã dính sâu quá vào trong hai trụ quân phía đối phương, và Kanyan một lần nữa có mặt kịp thời ở trong những cái điểm nóng và có được cho mình đó tình huống đáp trả với một cái điểm hạ gục. Còn ngược trở lại với những cái lợi thế mà Kanyan đã thiết lập ở khu vực đường dưới, với một cái vòng gần dị thì nó cũng đã mang lại những cái lợi thế dành cho Dokda và Kaelin khả năng đẩy đường khá là tốt. Peanut đang có ý định để có thể can thiệp ở khu vực đường dưới, nhưng ta đang đứng trên tầm nhìn và bộ đôi đến từ bên phía của Double Kia biết được điều này, đổi được tốc biến có luôn cho mình, đó là cái thái dương hạ sàn tốt. Dokda vẫn đang bị gây sát thương, mặc dù có kiệt sức nhưng mà cái lượng sát thương đến từ Ruler vẫn là có, và cái áp lực đến từ Peanut lần này được triển khai xuống cánh dưới rõ ràng. Một pha thi đấu đứng trên tầm nhìn, nhưng mà cái cách mở giao tranh đến từ Lehen có cái độ chuẩn xác cực kỳ cao. Lần này thì cặp đôi bên phía của Gen Z Esports đã thành công trong tín hiệu tấn công vào Dokda. Không có cách nào đào thoát đến từ xạ thủ bên phía của Double Kia khi mà anh ta dính thái dương hạ sàn sau hàng loạt những pha bùng chiêu đến từ cả Ruler và Lehen. Điểm hạ gục thuộc về một con Leona trong tay của Lehen dù sao thì cũng là một cái bước tiến dành cho bên phía của Gen Z Esports, đặc biệt là cái áp lực đến từ Dokda và Kelly nó sẽ được giảm tải đi một chút dành cho bộ đôi đường dưới bên phía của Gen Z Esports, khi nãy giờ thì cảm nhận rằng khả năng đẩy đường và farm đến từ xạ thủ bên phía của DK là hoàn toàn vượt trội. Anh ta đã có 3 giáp trụ ở cánh dưới nên nhớ là như vậy ở phút thứ 10, và vừa rồi thì Virgo trong tay của Kay liền tận dụng khoảng thời gian trống mà Peanut để lại, anh ta đã có được cho mình con sứ giả cái đứt đầu tiên của ván đấu, và tôi tin chắc rằng đây sẽ là sứ giả thả đường dưới mà thôi để cụ thể hóa bằng chủ đầu toàn bản đồ giải phóng SVU của Dokda ra khu vực đường giữa. Rồi, đồng ý mà sẽ là một trong những cái cơ sở để có thể có thêm quả cầu tiếp được lăn dành cho bên phía của Damwon Kia. Những cái vấn đề đó chính là cái chênh lệch về tiền rồi. Các bạn có thể thấy như vẫn đang cân bằng, hay nói chính xác hơn là nhỉnh hơn dành cho bên phía của Genji. Nó đến từ cái sự chênh lệch ở khu vực đường trên của cái ngọc phủ đầu của Ruran, và chưa kể đó cái khoảng cách chênh lệch về lính của Peanut ở khu vực đường giữa nữa. Xin lỗi, ở khu vực đi rừng nữa. Cho Vi mặc dù bị gây sức ép liên tiếp đến từ Showmaker, nhưng hãy nhìn về cái chỉ số lính của anh ta, anh ta vẫn đang farm khá là tốt đấy chứ, thậm chí là đang nhỉnh hơn so với Showmaker nữa cơ. Vẫn farm rất là ổn. Chovy thì vẫn là Chovy mà thôi, và anh ta vẫn đang giữ được một cái chỉ số lính rất ấn tượng so với lập lang trong tay của Showmaker. Nhưng cái áp lực mà đứng giữa bên phía của DK nãy giờ gây ra với liên tiếp những pha biến ảnh để câu máu vẫn là có. Chovy cần phải có được những cái sự hỗ trợ đến từ đồng đội, và đặc biệt là những tình huống di chuyển kiểu như vừa rồi từ Peanut, để ít nhất là anh ta sẽ cố gắng đẩy đường nhanh hơn và có đến tình huống di chuyển sang hai cánh để hỗ trợ đồng đội trước khó quá nhiều những pha roaming đến từ hai người chơi đứng giữa, khi mà nãy giờ thì họ liên tiếp lườm nguyết nhau với những pha cấu máu mà thôi. Cây điền có mặt ở đây cũng gây sáng bung ra cho vì mất khá nhiều máu với một pha dính chiêu của đối phương, và anh ta bắt buộc phải mất phi hồ để lùi về. Vẫn đang đánh khá là kỹ đến từ cho vi trong một cái áp lực khủng khiếp như vậy đến từ lập lăng, nhưng mà anh ta vẫn đang đảm bảo cái số lính farm tốt. Uran ở khu vực đường trên thì anh ta đang bào dần cái lượng tiền đến từ cái ngọc đầu phủ đầu, và trong những cái tình huống trao đổi chi thức của anh ta nữa, anh ta cũng đã có được cho mình đó cái vượt đao rồi, món trang bị rất là cần thiết. Bắt đầu có tín hiệu di chuyển ra khu vực đường giữa nhiều hơn dành cho bên phía của Genji để có thể giải tỏa áp lực dành cho Chovy. Như vậy con sứ giả nó được triển khai ở khu vực đường giữa để có thể lấy thêm cái lượng máu đến từ lớp giáp trụ, bởi vì cảm giác bên phía của DK họ cũng đang khá là tự tin vào cái khả năng đẩy đường đến từ Dokda.
Lưỡi hái tử thần cũng đã được lên ở món trang bị đầu tiên rồi và tiếp tục sẽ là một trong những cái sức ép đẩy đường tốt hơn dành cho bộ đôi đường dưới của bên phía Damwon Kia, và tận dụng đường dưới đẩy tốt, đường giữa cũng đang có thế chủ động dành cho Sabaker. Con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu tiếp tục thuộc về dòng phía của Damwon Kia. Cái dưới đã là yếu thế thì rõ ràng cái việc ra dòng đến từ Gen Z Esports chắc là Damwon Kia nó trở nên rất là dễ dàng, còn Gen Z thì rất khó khăn trong việc kiểm soát nửa dưới và còn những con rồng nguyên tố. 2-3 mục tiêu ở trong giai đoạn ban đầu, hai con rồng và một con sứ giả thuộc về Damwon Kia với khả năng kiểm soát rất tốt tới từ Kanyan, bởi vì anh ta đang được hỗ trợ bởi một cặp đôi có khả năng tấn công rất tốt. Đây là solo kill cánh trên Doran, anh ta đang cố gắng tạo giáp để có thể quay ngược trở lại, nhưng tốc biến dứt điểm đến từ vị trí của bánh xe công với lý. Một pha bánh xe công lý đẩy về đến từ vị trí của Peter, hay chăng anh ta chưa đủ đam, cuối cùng cũng đã đủ và điểm hoặc cũng trả ngược trở lại dành cho người dừng bên phía của Gen Z Esports. 3 đều dành cho cả hai bên. Tôi nói đùa như vậy thôi, và đó thời điểm mà chúng ta có thể thấy như là con Manfi nó đã solo kill thành công con dây ở khu vực đường trên, thời điểm đúng sức mạnh đến từ Manfi bắt đầu được hình thành, khả năng cấu rỉ máu đến từ Wudon với cái thiên thạch rỉ đích ở trong dạng vừa qua bắt đầu được triển khai. Duran đã rất nỗ lực để có thể tận dụng cái lượng giáp được tăng thêm đến từ cái nguyệt đao, nhưng như đó là không đủ. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng một tình huống cầu sống qua cổng gia tốc không thành công của ông ta đã khiến cho Duran phải trả giá. Và một tình huống solo kill dành cho Budon ở đường trên, và với sự xuất hiện đến từ Phoenix thì mới có được điểm hạ gục đáp trả dành cho bên phía của Genji. Con đường dưới không cần con sứ giả cũng đã có trụ, bởi vì áp lực được tạo ra quá lớn trong cái khả năng đẩy đường tốt đến từ Dokda và Kaelin. Khu vực đường giữa vẫn là những cái tình huống va chạm nóng, cả hai bên đều đang nhấp nhả nhau. Liệu rằng hung gió thành công rồi, có solo kill không đây, lấy được cái nội tại đến từ Sabaker, hết bộ kỹ năng đến từ Ahri và Chovy dừng lại ở trong cái tình huống xử lý đó. Băng trụ một con Manfi chống chịu nha. Udon gặp nguy hiểm, anh ta dính thái dương hạ sáng bị làm choáng, bị đẩy về bởi Peanut. Và sát thương là rất lớn đến từ bộ ba bên phía của Gen Z Esports, cũng như lượng hiệu ứng của họ giúp cho Doran có một mạng trả đũa. Pha này thì không hồi lại kịp chiêu cuối đến từ Udon, anh ta không có khả năng để có thể xoay sở kịp ở trong cái tình huống xử lý đó. Và bộ ba đến từ bên phía của Genji đã thành công cho cái quyết định băng trụ vừa rồi, họ khai thác, họ tấn công vào người của Udon. Đây, hãy cùng xem tình huống này, cầu sống qua cổng gia tốc là một cái thiệt hại quá lớn khiến cho người chơi đường trên đến từ bên phía của Genji Sport không đủ lượng sát thương để có được cho mình đó cơ hội solo kill ở trong pha thi đấu này. Rõ ràng rồi, lượng hiệu ứng là quá lớn đến từ bộ ba bên phía của Genji Sport với một tình huống thái dương hạ san chuẩn xác thì từ Lehem, sau đó là cú đẩy về, không có cách nào để một con Manfi không tốc biến không thể cản phá có thể đào thoát được. Và điểm hạ gục thứ tư đã có dành cho bên phía của Gen Z Sport. Hai đội vẫn đang thi đấu một cách có nghĩa là cực tương đối là cởi mở với những cái tình huống tấn công liên tục đến từ cả Peanut và Kanyan. Và đây là pha hướng xuống dưới tới từ Peanut để nhắm vào Showmaker, nhưng anh ta đã phát hiện rồi, anh ta đã phát hiện một thành viên đến bên phía của Damwon Kia đứng ở phía sau, và nó là một con Manfi trong tay của Budon. Rồi, với cái việc mà giải phóng được cái cặp đôi Atril và Kama sớm như vậy thì đội hình đến từ bên phía của DK họ sẽ vận hành như thế nào đây? Họ đẩy Atril ra khu vực đường giữa để có thể vừa hack farm vừa có được cơ hội di chuyển ra hai bên cánh dành cho cả Kaelin nữa. Hợp lý mà thôi, khi mà cái lượng máu đến từ trụ ở khu vực đường giữa này cũng mất đi khá là nhiều bởi vì cái tác động đến từ con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Và liệu rằng con sứ giả thứ hai của ván đấu nó có thuộc về trong quyền kiểm soát của phía DK hay không đây? Một pha kích cơ mười Katia nhưng chưa vào máu quá nhiều của Budon ở trong cái pha xử lý này. Khả năng chống chịu đến từ Budon bắt đầu cũng có giáp da tóc hóa cuồng, giày thép gai, có rất nhiều giáp và máu đến từ con bài Manfi này. Sứ giả 2 đang được triển khai đến từ bên phía của Gen Z Esports, nhưng rõ ràng là Damwon Kia sẽ không để điều đó xảy ra một cách đơn giản. Họ đã có trụ bộ toàn bản đồ và có thể giải phóng cặp đôi Ezreal và Kama của Dokdam và Kaelin. Và đây là ưu thế về mặt nhân sự dành cho bên phía của Damwon Kia. Gen Z cũng đã bắt buộc phải đầu tư người ra đây rồi, Ruler cũng đang có mặt, nhưng rõ ràng khả năng đẩy đường của anh ta so với một chất tướng Ezreal của Dokdam là tương đối thua thiệt ở trong khoảng thời gian phút thứ 17 này. Và DK vẫn đang muốn trả lên, Lehen gặp nguy hiểm, anh ta mất khá nhiều máu, của anh sáng bùng ra trúng hai người, khả năng cố máu tầm xa rất tốt đến từ Damwon Kia với Ezreal của Dokdam. Và ưu thế về máu sẽ giúp cho họ có được trụ bột ở khu vực đứng giữa mà chưa cần tới sứ giả. Rồi, còn lượt trở lại khoảng trống ở khu vực đỉnh dưới là chưa đủ. Một mình cho Vi thì hơi khó để có thể bào được công trình này. Một ván thi đấu đang có chiều hướng dịch chuyển dành cho phía của Damwon Kia. Khi mà cái điều kiện thắng của họ được vận hành rất là tốt,
đến từ những cái nỗ lực để có thể di chuyển và những cái biến số ở cái vòng rừng đầu tiên đến từ cho Canyon. Họ đã tạo ra được một con Ezreal đang nhỉnh hơn so với con Kai'Sa của Ruler. Còn cái cánh trên thì chắc chắn sẽ có chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này thật ra tôi nghĩ rằng nó chấp nhận được, và phần nào đó có thể khỏa lấp được đến từ những cái sức mạnh đến từ Ezreal, và chưa kể là lập lăng với một cái phong thái thi đấu rất là tự tin của Schumacher nữa. Ở ván 1 thì chúng ta thấy được rằng ở trong giai đoạn đầu thì Schumacher anh ta chưa thực sự để lại quá nhiều ấn tượng, nhưng ở ván 2 này thì tôi có cảm giác rằng cái áp lực đi đường đến từ Schumacher, mặc dù là anh ta vẫn đang thua lính trước Châu Vi, nhưng những cái tình huống mà anh ta áp sát để có thể có được những pha chết chiêu so với lại đối thủ là rất tự tin. Nó khiến cho Dabonkia cảm giác là dễ chơi hơn rất nhiều khi đường giữa của họ có thể kiểm soát được đối phương, và đường dưới thì đang làm cực kỳ ổn. Đặc biệt hai lần biến ảnh từ Schumacher, xích của anh ta chính xác nhắm vào Doran. Cung ánh sáng liệu có đủ thời gian hồi hay không đây? Đốc Đam đang ngắm nghía và anh ta có được điểm hạ gục với pha mớm vừa rồi từ Schumacher. Một pha mớm rất tốt dành cho Schumacher, và tiếp tục cái nguồn tài nguyên được tập trung dành cho Đốc Đam. Một con Ezreal đã có được cho mình ở cấp độ 11 rồi. Lượng sát thương gây ra trong cái tình huống mớm vừa rồi nó không có nhiều, nhưng mà đủ để có thể dứt điểm. Con rồng nguyên tố thứ ba không có cơ sở để có thể tranh chấp dành cho bên phía của Genji. Ôi, con dây này của Doran nó đang bị khai thác, thậm chí nó còn đang bị khai thác nữa cơ, chứ nó chưa mang lại bất kỳ một cái điều kiện thắng nào dành cho bên phía của Genji cả. Ở thời điểm hiện tại đồng ý là anh ta có một cái lượng tiền cũng nhiều chứ không phải là không, có được cho mình đó hai món trang bị rồi. Độc Đam đang bị tấn công, ép được cho mình đó phải bộ rõ tốc biến đến từ tình huống 3 lần phi hồ vừa rồi của Châu Vi. Đổi một cú chiêu cuối để lấy đi một cú tốc biến, nhưng mà thực ra thì Ezreal vẫn còn di chuyển cổ họng để anh ta có thể đảm bảo vị trí an toàn của mình trong những tình huống giao tranh. Còn đây là Showmaker lên tiếng khi đã buồn kìa cần. Đó là một pha xích thành công. Và mớm tận mồm như thế này thì rõ ràng là Độc Đam không có cái lý do gì để hụt tình huống cung ánh sáng khi đối phương đã bị giữ chân lại. Điểm hạ gục thứ hai trong ván đấu dành cho xạ thủ bên phía của Dabonkia, và Showmaker đang lên tiếng để giúp Doran cho DK có được những ưu thế ở trong giai đoạn ban đầu. Và Doran anh ta đang đi lên rất cao, không còn tốc biến nữa. Nếu như anh ta bước quá cái phạm vi của lính là anh ta sẽ gặp nguy hiểm với việc cây nền tiếp cận, cùng với đó là một con man phai với không thể cản phá. Nhưng Doran cũng khá là tỉnh táo, lùi về ngay lập tức. Chính xác là như vậy đó, tình huống mà hình như là đã có một cái gì đó thoáng qua ở trong cái bụi cỏ đó khi mà chúng ta đang được theo dõi cái lượng tầm nhìn đến từ Doran. Và trong cái bối cảnh là tốc biến của anh ta không còn, anh ta mà lộ diện ở cái đợt lính đó là anh ta chết chắc. Và bộ đôi đến từ Canyon và bộ đôi vẫn đang rất là miệt mài để có thể rình rập. Và pha thi đấu này thì có thể thấy như cái mức độ kiên nhẫn thì nó cũng có giới hạn, và anh ta quay ngược trở lại khu vực đường dưới để có thể đẩy cái đợt lính ở khu vực đường đó. Đã bắt đầu có được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh thần kiếm Uran Mana đến từ Độc Đam rồi. Schumacher thì vẫn đang rất cơ động. Pha thi đấu này thì tôi nghĩ rằng anh ta nếu như bị tấn công thì vẫn có khả năng đào thoát, bởi vì cái khoảng trống được tạo ra đến từ cái nội tại tàn hình của Lập Lăng vẫn sẽ giúp cho anh ta có cơ sở để có thể chạy. Rồi bắt đầu di chuyển vào khu vực Ambaron, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái cơ sở Ambaron dành cho phía của Genji là bằng con số 0. Họ không có nhiều lắm cái lượng sát thương để có thể tạo ra được những cái tình huống sóc cô đột biến. Kai'Sa của Ruler anh ta chưa có nhiều đồ, anh ta đang là những cái mảnh sát thương vật lý và chưa có được cho mình đồ sức mạnh phép thuật quá nhiều. Anh ta đang muốn hướng lên cho mình một cái Nanh Nai So là trang bị thứ hai ở trong tủ đồ của mình sau kiếm Mana Moon đã được hoàn thiện trước đó, nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để Ruler có thể tích đồ. Và ở thời điểm hiện tại thì người đang nắm giữ trận đấu vẫn đang là Dabonkia. Họ đang tràn lên Budon, không mất quá nhiều máu sau pha cầu đi và cầu về vừa rồi sau cú hôn gió tới từ Châu Vi. Độc Đam khu vực đứng giữa rõ ràng là có một cái sức ép lớn hơn rất là nhiều so với lại Ruler, không còn trụ dựa lưng nữa, và Ruler anh ta sẽ phải tương đối là cẩn trọng trong những pha mà di chuyển lên cao để farm. Sứ giả 2 sẽ giúp cho Dabonkia có được cái trụ thứ 3 trên toàn bản đồ dành cho họ. Còn ở cánh dưới vừa rồi, Doran trong những nỗ lực thì cuối cùng anh ta cũng đã có được cho mình trụ thứ nhất ở khu vực đứng dưới và đang bào vào cái trụ thứ 2 này. Sát thương của anh ta lên công trình là khá lớn, nhưng Budon đã tiếp cận và Doran bắt buộc phải lùi về thôi. U thậm chí là hút luôn, chơi luôn đến từ đường trên bên phía Dabonkia, bắt buộc lôi phạt và đẩy ra để có thể rút lui tới từ đường trên bên phía của Genji Esports. Budon trong bản thi đấu này như là một cái đàn tàu hỏa vậy, không gì có thể cản chân anh ta trong những cái tình huống không thể cản phá. Và thậm chí là cái sát thương đến từ trụ gây ra ở trong pha thi đấu vừa rồi cũng hỗ trợ phần đó cái lượng sát thương dành cho Budon khi mà hai thích đánh từ trụ thì phải. Doran thì bây giờ đã hoàn thành được cho mình đó thần kiếm rồi.
Nhưng mà liệu rằng có hơi trễ hay không khi mà bắt đầu cũng đã có một vài tín hiệu lên rất nhiều những món trang bị chống chịu dành cho bên phía của DK. Nhưng mà thôi, dù sao thì được cũng hơn không. Và cái chênh lệch của anh ta tạo ra ở trong dạng đi đường nó cũng là cái chênh lệch mà chúng ta cũng cần phải nói. 131 so với 158, và chưa kể đâu cái lượng tiền được gia tăng thêm đến từ cái ngọc phủ đầu nữa, thì nó cũng sẽ trong những cái lợi thế về mặt kinh tế dành cho Durant ở trong dạng tiếp theo. Ui, thậm chí lần về nhà này anh ta lên được cho mình ở cung xanh, như vậy là tốt quá chứ. Lượng tiền của anh ta dẫn trước so với lại vị trí của Banfai trong tay Budon vẫn đang là tương đối lớn, với lượng CS chênh lệch là tầm gần 50 chỉ số lính giữa hai người trên đường trên, và với một điểm hạ gục và một điểm hỗ trợ thì tổng tiền anh ta đang hơn tầm hơn 1.000 so với lại Budon với một con Banfai. Ở đây vẫn là một lượng tiền cho phép Doran có được ưu thế ở cánh đẩy lẻ đến từ bên phía của Gen Z Esports, nhưng nên cẩn trọng nha. Một mình Budon thì sẽ là không đủ sát thương để hạ gục Doran, nhưng chỉ cần thêm một người nữa thôi, bất cứ một thành viên nào đến từ Dabokia, thì nó cũng sẽ là sức ép với tính mạng của Doran có thể phải lấy bảng điểm số. DK đang gây sức ép với con rồng thứ tư của bán đấu và họ đang rất gần với linh hồn rồng nước. Một con rồng mà Gen Z Esports sẽ không thể buông bỏ, và họ đang có 3 người ở khu vực này. Doran, Lehen và Pinus đang di chuyển với nhau, dịch chuyển để có thể tiếp cận đến từ vị trí của Chovy. Và rõ ràng đây là tín hiệu để can thiệp vào con rồng thứ tư tới từ Gen Z Esports. Bắt đầu có khả năng cấu rỉ máu rồi đó. Bởi cái lối lên trang bị đến từ Ruler cũng là lối lên trang bị theo kiểu là AP, với một cái kiếm Anamun cũng như là cái Nanasaur để có thể cố gắng tối đa hóa cái ba bộ kỹ năng của mình, kết hợp với một cái hai món trang bị rưỡi đến từ con dây của Duran nữa. Thì bây giờ họ cần làm đó chính là cái bài toán tỷ lệ trúng trong những tình huống cầu sấm qua cổng gia tốc của Duran sẽ là như thế nào trong những cái pha cấu rỉ máu đó. Kỳ liên tấn công ngược trở lại vào Summaker, nhưng thời điểm thăm mình lại không chính xác. Vẫn có khả năng rút lui dành cho Summaker ở trong pha thi đấu vừa rồi, một tình huống có thể gọi là hú tim dành cho người chơi đường giữa đến từ bên phía của DK. Nếu như anh ta bị gây hồn khống chế sẽ chồng luôn cho mình đó hôn gió, và đó xem cái lượng sát thương tiếp tục được chồng thêm nữa. Đây là một cái pha cầu sấm rất chất lượng của Duran khi mà nó trúng vào cả Kaelin cũng như Độc Đàm. Tỷ lệ cấu rỉa tầm xa bên nào là người làm tốt hơn thì bên đó sẽ có được lợi thế với việc kiểm soát mục tiêu lớn này, và hai bên đang đúng là chơi game FPS với nhau, liên tục là tiêu truy kích tầm xa, liên tục là cầu sống qua cổng gia tốc đến từ Gen Z Esports. Còn góc này thì là phát bắn thần bí của Độc Đàm và nội hỏa kết hợp với King Mancha tới từ Kelly Chovy, bắt đầu hôn gió lao lên. Budon là mục tiêu, anh ta mất máu nhiều quá, và chủ lực tanker đến từ Dabunkia đã phải lên bảng điểm số, thì đây sẽ là ưu thế về người. Và con rồng này tôi nghĩ rằng nó sẽ thuộc trong tầm kiểm soát của Gen Z Esports mà thôi. DK bỏ, khi mà thiếu đi cho mình đó dạng chống chịu thì bên phía của DK quyết định bỏ, họ rình rập để có thể chờ đợi những cái sai lầm đến từ bên phía của Genji thì phải. Có thể thấy cái màn múa Ari của Faker ở trong ngày thi đấu hôm qua thì phần nào đó cũng đã mang lại một vài những cái cảm hứng dành cho những tình huống mở giao tranh vừa rồi của Chovy. Một pha mà anh ta chủ động để có thể tạo tiền đề, và có thể thấy như pha chủ động tạo tiền đề đó là tốt khi mà anh ta tấn công được vào cả Budon với một cái lượng kháng phép có thể gọi là ít ỏi. Lần về nhà này thì Budon mới hướng lên cho mình đó là những cái bị mà nó chỉnh du hơn ở trong vai trò kháng phép, nhưng mà trước đó thì là một cái tình huống chồng sát thương phải nói là tốt dành cho người chơi đường giữa đến từ bên phía của Genji với tình huống chủ động lướt lên của anh ta. Ở bên cạnh đó là những cái nỗ lực để có thể cấu rỉ máu nữa đến từ cho cả Ruler cũng như là của Budon ở trong cái giây phút vừa qua. Con rồng nguyên tố này đã thuộc về cho họ, ngắt đi cái mạch lên rồng là một trong những cái điểm dừng mà đội hình đến từ bên phía của DK họ phải phải chấp nhận khi mà họ đã mất đi cho mình đó Budon rồi. Rõ ràng là khi không còn chống chịu chính nữa thì Dabunkia sẽ không thể giao tranh được, và không thể cản phá là một cái công cụ rất quan trọng để Dabunkia họ tiến vào dàn sau bên phía đội hình của Gen Z Esports một cách nhanh chóng nhất. Cái nhân có một pha làm choáng và trông vào đó là một cú quy để anh ta loại bỏ đi cái dây chuyền thập đồ mà Chovy anh ta đang sở hữu trong tủ đồ của mình. 5-4 là tỷ số về điểm hạ gục, và Gen Z vẫn đang dẫn trước một chút về lượng tiền, nhưng chỉ là 2.000 ở phút thứ 26 mà thôi. Một lượng tiền tôi nghĩ rằng Dabunkia hoàn toàn có thể chấp nhận được. Họ vừa rồi để mất con rồng và bị ngắt mạch rồng, cánh dưới vẫn đang là tầm kiểm soát đến từ Doran, nhưng có cảm nhận rằng mỗi khi mà gặp Budon thì cái tỷ lệ trúng cầu sớm đến từ Doran nó bị giảm đi đáng kể thì phải. Mà thậm chí tôi cảm giác Budon không ngại lắm thì phải. 3-2 sẽ là 3-2 khi mà bộ đôi đến từ bên phía của Genji cũng đang có ý định để có thể can thiệp. Duran vẫn còn máu và ta tạm thời đã bị hạ gục, nhưng 1-2 lời một tình huống đánh chặn rất tốt dành cho Chovy và Peanut. Một bài thì không thể nào làm lại hai lần, và bên phía của Genji đã có cái phương án để có thể đáp trả. Họ triển khai cái lượng tầm nhìn ở trong rừng của phía đối phương trước và đã có một tình huống rình rập phản công ngược trở lại rất tốt đến từ Chovy và Peanut.
Rõ ràng 3 đánh 2 thì không thể có cửa để cho hai thành viên của Dabonkia có thể dễ dụa được và chỉ kéo theo được Doran đến từ Kaden trong tình huống vừa rồi mà thôi. Mặc dù họ là những người chủ động tấn công Doran nhưng lượng tầm nhìn vượt trội đến từ Gen G Sport ở cánh dưới. Có tới hai con mắt kiểm soát được Gen G Sport triển khai và nó giúp cho bộ ba bên phía của Gen G Sport có một pha phản công rất nhanh sau tín hiệu tấn công đến từ Kaden và Budon nhắm thẳng vào Doran. Mặc dù nằm xuống nhưng đó là một đối hai có lợi dành cho Gen G Sport, còn ở cánh ngược lại với ba thành viên DK cũng không thể tiến ra khu hàng Baron được. Cái điểm được đến từ bên phía của Genji trong ván thi đấu này đó chính là cái hình farm của họ tốt quá. Thậm chí là khu vực đường dưới là khu vực đường mà chúng ta đã nói là đã có được rất nhiều những cái lợi thế dành cho Dokdam. Nhưng Ruler vẫn đang đảm bảo cái chỉ số lính của anh ta không thua so với Dokdam. Jovi thì farm ổn ở khu vực đường giữa, còn đường trên thì Doran đang tạo ra cái khoảng cách lớn so với Budon nữa. Thì có thể thấy bởi vì họ farm tốt như vậy khiến cho cái thế trận bị ép nó không phải là cái vấn đề quá lớn ở thời điểm hiện tại. Họ chỉ bị một cái vấn đề là gây sức ép ở cái khu vực hang rồng ở thời điểm tiếp theo mà thôi, khi mà ba con rồng nguyên tố đã thuộc về nhân phía của DK. Chứ mà cái áp lực về trang bị rõ ràng là không thuộc về cho bên phía của DK, khi mà có rất nhiều những cái món trang bị lớn đã được lên đến từ bên phía của Genji rồi. Rõ ràng đây vẫn đang là ưu thế dành cho Genji Esports với lượng tiền giãn cách càng ngày càng lớn. Nãy chúng ta nói với nhau là 2.000 hơn và bây giờ đã là lượng tiền lên con số là 3.500 nhỉnh hơn dành cho bên phía của Genji Esports sau hai mạng vừa rồi nằm xuống đến từ DK ở cánh dưới. Và DK thì họ vẫn đang muốn tạo khoảng trống dành cho Budon để có thể farm bù. Lượng chỉ số lính giãn cách đến từ hai người trên đường trên đang là một con số cực kỳ đáng kể. Nhà Doran anh ta đã có một lượng đồ tương đối là ổn, mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau rằng cái tỷ lệ cầu sấm qua cổng gia tốc đến từ Doran nó không thực sự cao. Nhưng với lượng đồ này, anh ta bắn 10 cú chỉ cần trúng khoảng 3-4 cú thôi thì đã là một lượng sát thương rất là đáng kể để gây ra một phần đội hình bên phía của Dabonkia rồi. Genji đã có một mạch farm rất ổn ở tất cả các vị trí nha. 300 chỉ số lính đến từ Ruler, 275 tới từ Chovy và Doran đang là 236. Và vừa rồi là cầu sấm qua cổng gia tốc lấy đi nửa cây báo của Độc Đàm. Các bạn có thể thấy chỉ cần có cái tỷ lệ trúng cao hơn đến từ cầu sấm qua cổng gia tốc thì cái con dây này của Doran thì cái độ hiệu quả của nó sẽ được gia tăng thêm rất là nhiều. Và chưa kể đó, khả năng cấu rỉ máu đến từ Ruler cũng sẽ là có. Cái lần về nhà vừa rồi tôi thấy Ruler lên cho mình đó cái gậy bùng nổ. Không biết là anh ta sẽ hướng tới cái tỷ lệ xuyên sức mạnh phép thuật để có thể tích hợp thêm với cái khả năng cấu rỉ máu đến từ những tình huống truy kích của mình hay không đây. Một tình huống ép được phép trợ tốc biến. Chovy rất chủ động trong những pha mà anh ta đổi phi hồ để lấy tốc biến của đối phương. Nhưng đây là một pha mà Doran anh ta có thể dính xích nhưng không. Chỉ là dồn sát thương với ấn ác ý và mô phỏng của ác ý của Showmaker mà thôi. Nhưng lượng máu mất đi của Doran cũng là tương đối đáng kể. Budon sẵn sàng với một pha không thể cản phá ở bên hông và là cây liền tiếp cận. Anh ta dính tia truy kích và bị phát hiện tầm nhìn. Đây vẫn sẽ là một cái linh hồn rồng mà Genji Sport không thể để cho Dabonkia ăn được. Đội hình của họ cũng là một đội hình có khả năng cấu diệt tầm xa. Và nếu như để cho Dabonkia lấy được linh hồn rồng nước, nó sẽ là rất nguy hiểm với cái bước tiến sức mạnh của đối phương. Showmaker đang ở bên hông, anh ta đang muốn có được những tình huống cầu máu đối phương với biến ảnh. Cùng ánh sáng bùng ra, sát thương đang được dùng vào rồng và rồng thuộc về DK. Một pha trừng phạt tốt đến từ cây điện cú hút hai người đến từ Budon, nhưng chưa ai nằm xuống cả. Genji Sport phản công, người bị tấn công là Budon trong tình huống này khi anh ta đang bị cô lập với những người đồng đội của mình. Và thôi sao Budon rồi, điểm hạ gục sẽ có dành cho Genji, nhưng linh hồn rồng thì thuộc về Dabonkia. Hy sinh đó quyết định nguyên sinh dành cho bên phía của DK. Họ mất đi rừng, họ mất đi rừng trên. Baron đang bắt đầu mở ra dành cho phía của Genji. Đội hình đến từ bên phía của Genji vẫn đang còn đầy đủ 5 thành viên ở đây. Chovy hơi thấp năng lượng một chút xíu, anh ta phải về. Và ta có dịch chuyển cùng với Doran, hoàn toàn có được những cái phương án để có thể dịch chuyển ngay ngập lập tức ngược trở lại khu vực Cameron. Showmaker đang chờ ai đó đi sai để có thể khai thác. Nhưng chưa có bất kỳ một cái tín hiệu sai lầm nào dành cho bên phía của Genji cả. Đã có được mũ dành cho bên phía của Chovy ở trong cái lần về nhà này. Quyết định đến từ bên phía của Genji là họ mất quá nhiều thời gian để có thể thiết lập và củng cố lại được cái đội hình của mình. Thay vào đó họ chưa vội tấn công ra khu vực Hamaron. Chiều cuối, Hecarim trong tay của Peanut vừa phải mất chiều cuối sau một pha xích chung đến từ Showmaker. Và áp lực đến từ con lập lăng này là vẫn có nha. Cùng ánh sáng bung ra lấy đi được dây chuyển thập Banshee của Chovy. Và nó check thông tin xem là Genji Sport có đang ăn Baron hay không. Tốc độ ăn Baron của Genji tôi nghĩ là nó cũng sẽ không quá nhanh đâu. Và Dabonkia có thể di chuyển ra đây kịp để có thể can thiệp. Và họ thì vẫn đang cố gắng để vừa đi vừa check tầm nhìn. Trong khi đó thì Genji Esports định có một pha đứng gì nhưng không thành công. Cũng khá là đau rồi nha. Những tình huống cầu sấm qua cổng gia tốc rồi truy kích vừa rồi của Ruler, cái độ hiệu quả là cao. Như vậy Ruler quyết định hướng lên cho mình đó bảo tố Luden chứ không phải là một đá hóa để hướng lên cho mình đó trượng hư vô.
Vẫn chưa về, vẫn đang lò dò ở đây thôi chứ chưa về. Đến từ bên phía của kép Genji. GK đang muốn kép góc. Họ đang muốn kép góc, họ có linh hồn dòng nước và khả năng hồi phục rất tốt giúp cho DK đang muốn cò quay đối phương. Lehen mất ngay lập tức cho mình gần một nửa cây báu sau những pha cấu diệt tốt tới từ Showmaker và Độc Đàm. Tiếng chiến kích tung ra không chính xác đến từ vị trí của Ruler. Còn góc này Lehen anh ta đã quá thấp máu rồi, đã phải mất tốc biến sau một cú xích tiếp theo đến từ Showmaker. Vẫn đang có một pha bánh mì kẹp thịt ở đây. DK họ vẫn đang muốn không cho đối phương di chuyển về. Showmaker dính luôn cơn mưa Ikatia thì từ Ruler và mất khá nhiều máu trong góc này. Đồn anh ta lao thẳng và anh ta hạ cũng được thành công cây niền. Genji Esports đang muốn phản pháo. DK đang muốn cò quay. Cú đòn dính hồn gió, sát thương là chưa quá nhiều từ Chovy nhưng sát thương đủ đến từ một tứ bên phía của Genji Esports. Họ có hai điểm hạ gục. Nhấp nhả tốt đến từ vị trí của Genji. Họ vẫn chưa mất ai cả. Tốc biến ma thuật đến từ Lehen để có thể thoát qua tường. Genji đang tìm đường lui về. Nhưng hình như là DK họ vẫn chưa muốn dừng lại. Họ vẫn đang muốn cò quay ở đây. Độc Đàm bị đẩy về cơn mưa kẹt theo kết hợp với bản năng sát thủ hạ gục thành công được Độc Đàm. Và Showmaker lên bảng điểm số keo lên sẽ là mạng cuối cùng nằm xuống trong phần đội hình bên phía của Đạo Quân Kia để hoàn thành cú quét sạch dành cho Genji. Và tiếp tục di chuyển về hướng Baron. Nó giống như là một món quà dành cho bên phía của Genji trong một nỗ lực giao tranh vừa rồi. Một tình huống mà các bạn có thể thấy như là những cái khả năng kết hợp đến từ đội hình bên phía Đạo Quân Kia. Họ không thực sự làm tốt, các bạn có thể thấy họ bị rời rạc trong những pha mở giao tranh của mình. Và họ không có được quá nhiều những cái hiệu ứng khống chế chủ động. Khi mà con lập lăng đến từ Showmaker anh ta đã hết bộ kỹ năng thì lúc đó Canyon lại đứng lên hơi cao, Budon lại đứng lên hơi cao, cú chiêu cuối đến từ Budon thật ra không bao hàm quá là nhiều ý nghĩa ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Ngược trở lại thì có được cái tính kết hợp đến từ bên phía của Genji. Đây, hãy cùng xem pha thi đấu này. Đây là pha tình huống thi đấu chủ động dành cho phía của DK khi mà họ khép ở hai bên đường chặn những cái đường rút lui. Lehen tưởng chừng như anh ta sẽ bị bỏ lại, cái góc đứng đến từ Lehen là hơi tệ nha. Anh ta tự cô lập bản thân của mình và anh ta phải có sự hỗ trợ đến từ Ruler. Và pha thi đấu nhấp nhả tiếp theo đến từ Ruler lấy một lượng máu rất lớn đến từ Showmaker, kích hoạt được luôn cho mình đó cái nội tại hôn gió một lần nữa, thành công đến từ Chovy và nó trúng vào Canyon. Và tiếp tục là một chuỗi những cái kỹ năng định hướng tung vào người của Canyon. Canyon không thoát được. Tiếp tục là những cái tình huống khởi động đến từ cái hồn gió của Chovy. Nó đã tạo ra được tiền đề để có được cho mình ra hai điểm hạ gục. Hơn người sử dụng cái tốc biến ma thuật và áp sát ra phía sau cùng với Lehen, đó chính là Peanut, khi mà anh ta còn chiêu cuối để có thể nhắm vào Độc Đàm ở trong pha giao tranh 5v3. Chovy hôn quá hay với Ari. Tỷ lệ hôn gió tới từ đường giữa bên phía của Genji Esports trong tình huống giao tranh vừa rồi là gần như tuyệt đối. Và cứ hôn đầu chết đó như thế này thì rõ ràng là kể cả có linh hồn dòng nước, Đạo Quân Kia vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề với khả năng tạo đột biến tới từ đường giữa của Genji. Họ cậy rằng họ có linh hồn dòng nước và muốn giao tranh lâu dài với đối phương nhưng không, sát thương dồn đến từ Genji Sport và đặc biệt là những CC được họ trồng vào một cách rất hợp lý để có được cho mình pha quét sạch. Và là bùa lợi Baron đang giúp cho Genji đẩy ở hai đường. Họ đã có được hai trụ thứ hai của Đạo Quân Kia và tiếp tục là hôn gió lao lên tới từ vị trí của Chovy sau cú phi hồ. Nhưng không chính xác, lần này thì nó đã hụt rồi. Nhưng khoảng thời gian trống là đủ để Doran có trụ thứ ba dành cho các thành viên bên phía của Genji Sport. Nhưng Doran gặp nguy hiểm, anh ta bị kẹt lại. Anh ta lên bảng điểm số với sát thương cuối cùng thuộc về cây điền. Nhặt xác thành công nhưng cây điền anh ta cũng sẽ phải trả mạng ngược trở lại. Tiền chiêu kích bắt đầu có được cho mình tác dụng khi nãy giờ Ruler anh ta liên tục có những cú W thành công. Và máu mất đi đến từ các thành viên bên phía của Đạo Quân Kia là rất nhiều, họ không đủ khả năng hồi phục kể cả là có linh hồn dầu nước. Và một đường đã có dành cho Genji Esports ở khu vực đứng giữa, cộng kèm theo đó là một cái trụ bậc thềm ở cánh dưới. Độc Đàm nãy giờ bị đứng đồ. Có thể thấy sau khi một cái khăn giải thuật được hướng tới thì anh ta chưa có bất kỳ một cái máu trang bị lớn nào cả, không có tim băng, không có chì gai Morbius. Và nó khiến cho những cái tình cấu rỉ máu và cái đội hình cũng có sức mạnh phép thuật rất nặng đến từ bên phía của Genji bắt đầu phát huy được cái độ hiệu quả nhất định. Canyon không sử dụng kịp cái tuyệt bệnh để có thể thoát về ở trong cái pha xử lý đó sau khi anh ta cướp hồn được, cướp xác được đến từ Doran. Và đó là tình huống giao tranh mà vẫn mang lại lợi thế dành cho bên phía của Genji khi mà họ tiếp tục bóc dỡ được cho mình đó một cửa ở khu vực điện giữa. Showmaker đang bị tấn công, Kai'Sa đến từ Ruler thì không sử dụng cái bản năng sát thủ để có thể follow up vào bởi vì đội hình đến từ bên phía của Genji đang thiết lập cho cái lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang động ngàn tuổi. Di chuyển đến từ Doran để quay trở lại với những đồng đội của mình. Nãy giờ thì cái tỷ lệ cầu sấm đến từ Doran nó đã được tăng cường lên rất là nhiều rồi. Và nó đang giúp cho cái khả năng cầu máu tầm xa đến từ các thành viên bên phía của Genji Sport được cải thiện hơn rất nhiều so với lại những phút giây trước. Và kể cả là linh hồn dòng nước thì tôi có cảm nhận rằng cái khả năng poke đến từ Genji Sport nó đang đau quá.
Đốc Đam dính Thái Dương Hạ Sàn và anh ta bị ngăn cản cái khả năng tấn công của mình lại. Tia chiến kích lần này nó trúng và cầu sấm vừa rồi lấy đi hơn 50% bóng. Kéo liên quan đó là tia chiến kích chính xác đến từ Ruler để đoạt mạng hỗ trợ của đối phương. Tiếp tục là tùy cú tia chiến kích thứ hai chuẩn xác đến từ vị trí của Ruler. Cú tông không thể đợi được nữa. Budon muốn tấn công vào Ruler nhưng sát thương của anh ta là chưa đủ bản năng sát thủ. Ruler anh ta chọn vị trí vào Đốc Đam và xạ thủ bên phía Nam Bồn Kia sử dụng cả tốc biến và di chuyển của học để có thể lùi về, những đồng đội của anh ta thì không may mắn đến như vậy và Đốc Đam nằm xuống với cổng gia tốc, chính xác là cầu sống và cổng gia tốc chính xác đến từ vị trí của Doran. Tiếp tục là tiêu chí nhưng lần này nó trúng vào lính Showmaker đang bị truy đuổi bởi Peanut. Genji đã mất cho mình, chính xác là DK đã mất cho mình 4 người rồi và Genji đang muốn kết thúc ván đấu này ở đây để cân bằng một đều trong kèo đấu BO5. Một mình Showmaker để có thể phòng ngự là không đủ, hôm gió vừa rồi nó xuất trúng vào người của Showmaker. Nếu như Showmaker không kịp thời tốc biến thì có lẽ như anh ta đã bị hạ gục rồi. Nhưng trụ nhà chính thì ai phòng ngự đây? Doran đã tỏ ra cái độ hiệu quả nhất định và cái sát lực, sát thương đến từ những tình huống cầu sấm của anh ta là rất nhiều. Chiến thắng đang dần đến với các thành viên đến từ bên phía của Genji. Một ván thi đấu mà cái tỷ lệ cầu sấm, đặc biệt là cái tỷ lệ tung cái truy kích của Ruler nó rất là cao. Xin lỗi các bạn, bị lẹo lưỡi luôn ở trong pha thi đấu vừa rồi, bởi vì đó là những cái tình huống xử lý phải nói là cực kỳ mãn nhãn của Ruler cũng như là Doran. Những cái tình huống mà dùng Camaro làm mồi câu và nhấp nhả trong những cái pha cấu rỉ máu phải nói cực kỳ xuất sắc đó. Rõ ràng là